Mẹ cho gì vào vali mà nặng thế? Con đã bảo tuần nào cũng về rồi mà. Mẹ nhét thế này làm sao con vác được? Này mẹ bảo con cần lấy thêm ít tiền nữa đi. Thôi mẹ cầm ở nhà mà chi tiêu, con có rồi. Con đi xa con phải cầm tiền để phóng thân chứ. Con xin. Khi nào rảnh được nghỉ 1-2 ngày tranh thủ về thăm mẹ nhá. Chứ mẹ ở nhà một mình mẹ buồn lắm. Có thật là buồn không? Hay là buồn bởi vì không ai phụ giúp làm ruộng? Bố nhà chị nữa. Thôi con đi nhá, không phải con lỡ xe đấy. Bye bye, chào mẹ. Vân. Ơ à, Tuyết. Ôi Vân thật đấy à? Mới lên Hà Nội có mấy tháng, váy áo súng xính, ăn gì mà trắng thế? Đẹp không? Đẹp. Đấy, lên Hà Nội học đại học nó phải khác chứ. Mà này, mày lên đại học cũng phải thay đổi cách ăn mặc đi. Chứ ai lại cứ quần trùng áo dài như ở quê ấy. Thì mày tưởng tao không thích thế à? Chẳng qua là da tao đen nên mặc mấy cái đồ hở này ngại lắm. Thế mày không nhớ là trước tao còn đen hơn cả mày à? Ừ. Thế làm cách nào đấy? Chỉ bạn với. Đây, tao chỉ cho. Đây này, mua cái này này. Thật á? Ừ, xem đi. Rồi, đẹp rồi đấy. Fan này về nhá, xóm mình sẽ lắc mắt vì mày. Nói quá. Tao chỉ về đám cưới anh con nhà bác xong tao lên luôn mà. Ơ, đừng nghỉ dài ngày mà. Sao mày không ở nhà phụ mẹ mấy hôm? Thì mày không thấy tao có một đống bài tập chưa làm à? Với cả là mới làm móng rõ sinh như này, về làm nông hỏng hết thì sao? Thôi đi cô ạ, hỏng tao làm lại cho. Ai đời lên thành phố có mấy ngày mà cứ làm như tiểu thư ấy. Ôi giời ơi, về nhà có 2 ngày mà bắt làm biết bao nhiêu là việc. Hỏng hết cả bộ sơn vừa mới làm. Mai hai bước cùng với mẹ để kịp nhập cho hợp tác xã nhá. Chứ một mình mẹ hái không kịp đâu. Mẹ ơi, mai con lên Hà Nội mất rồi ạ. Sao con nói ngày kia con mới lên cơ mà? Thì con phải lên làm bài tập nhóm. Đây này, bạn con chúng nó vừa mới nhắn tin đây này. Thôi được rồi, mai mẹ chịu khó dậy sớm hái để cho con còn kịp giao bước. Alo mẹ à? Này con ơi, cuối tuần này ấy, thu xếp công việc về cấy với mẹ nhá. Về cấy cho nhanh để mình còn làm màu con ạ. Mẹ ơi, con nhiều bài tập nhóm lắm. Chắc là con không về được đâu. Thế à? Thế thì thôi, con cứ ở lại học đi. Nhưng mà nhớ ăn uống đầy đủ vào nhá. Vâng, thôi mẹ ơi, con đang làm bài tập nhá. Về quê 2 ngày mà dưỡng 2 tuần không trắng lại được. Tuyết ơi, làm gì đây? Đang cứu vãn cái làn da cháy nắng sau 2 ngày về quê hôm trước đây. Tao thấy vẫn trắng mà. Mà này, mẹ tao mới gọi điện lên, bảo quê nước về rồi đấy. Cuối tuần cả làng đi cấy, mày có về cấy với tao không? Nắng nóng tầm này cháy hết người đấy. Mà lại còn móng tay móng chân nữa chứ. Da đen thì có thể trắng lại, móng tay cũng thế. Mình con nhà nông mà, ngại gì mấy cái vấn đề đấy. Mẹ tao vừa gọi điện lên, bảo nhà tao cấy sắp xong rồi. Thế nên là thôi, tao không phải về nữa. Thôi, tao về một mình vậy. Sao về muộn đấy con? Mẹ ơi, ai đi cấy về muộn thế hả mẹ? Bác Mai chứ ai. Nhưng mà con tưởng nhà bác ấy làm xong rồi ạ. Còn lâu mới xong. Mẹ thấy nhà bác ấy à, còn 5-6 xào nữa con ạ. Ngày nào bác cũng đi làm về muộn như thế đấy. Vội vội vàng vàng ăn bát cơm rồi đấy. Lại ra làm tiếp. Thôi, mình đi vào đi con. Vâng ạ. Bác Mai ơi. Bác Mai. Ôi, bác đây. Bác Mai. Vân à. Cháu đây ạ. Mới về chơi đúng không? Vâng. Ngồi đây với bác. Mà sao bác đi làm đồng về muộn thế ạ? Bác cũng tranh thủ rồi còn quay ra làm hoa màu nữa con ạ. Bác có sao không ạ? Bác không. Thế con về cấy giúp mẹ đúng không? Vâng ạ. Sinh viên chăm quá, trả bù cho
Con Tuyết nhà bác đợt này thì nó bận lắm, nó phải làm bài tập nhóm nên không về được. Thôi kệ nó đi con ạ, bác cũng cứ túc tắc bác làm, kiểu gì cũng xong. Khi nào con chuẩn bị đi, con nhớ cho bác biết, bác gửi cho bạn ít đồ nhá. Bác cứ yên tâm. Mà thôi, trời cũng muộn rồi, bác đi nghỉ sớm đi. Con về đi. Bác Mai, bác làm sao thế ạ? Bác Mai, bác ngồi xuống đây. Bác có cần con gọi cấp cứu không ạ? Không hiểu sao tự dưng bác lại chóng mặt. Bác ngồi một tí rồi sẽ qua thôi. Thế nếu mà có chuyện gì, bác nhớ gọi con sang nhá. Cơ. Cắm trại á? Mày giỏi thật đấy. Mẹ mày ở nhà đang ốm cơ kìa, mày không lo về mà phụ mẹ mày đi. Hả? Tao nghe gì đâu nhá, mai tao gọi lại. Này, alo. Cố gắng uống hết rượu sữa này cho nó nhanh khỏe. Tôi đủ rồi. Mẹ ơi, bác sao rồi ạ? Bác đỡ nhiều rồi con à. Nhưng mà này, con gọi được cho cái Tuyết chưa? Rồi ạ, nó đang về rồi. Chắc là bác làm nhiều quá, lại ăn uống không điều độ nên kiệt sức đây mà. Mẹ! Mẹ! Mẹ sao thế này? Con! Sao mẹ ốm mà mẹ không gọi cho con? Mẹ không sao, thì con đã thi xong chưa? Sao ạ? Bác làm ngày làm đêm cho xong ruộng, bỏ cả ăn. Trời thì nắng chang chang như thế, vẫn phải ở ngoài đồng để làm việc. Thế còn... rồi. Con xin lỗi vì đã để mẹ vất vả một mình như thế. Con thật bất hiếu mẹ. Con gái, sao con lại nói thế? Từ giờ mẹ cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe mẹ nhá. Bao nhiêu việc nhà cứ để con làm hết.